Ngô Tuyên Nghi, nữ thần thế hệ mới của Hoa ngữ, từng khiến cả sự kiện phải cắt sóng vì quá gợi cảm. Ngô Tuyên Nghi là nữ thần thế hệ mới được yêu thích tại Trung Quốc. Cô gây ấn tượng nhờ ngoại hình xinh đẹp và tài năng nổi bật, là nữ ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng thuộc thế hệ sau 95, đang nổi đình nổi đám trong làng giải trí Hoa ngữ, trực thuộc công ty quản lý Juho Entertainment. Tháng 2 năm 2016, cô debut tại Hàn Quốc trong nhóm nhạc Comics Girls với nghệ danh Suan Yi, đồng quản lý bởi Juho Entertainment và Starship Entertainment. Tháng 3 năm 2018, Ngô Tuyên Nghi về Trung Quốc tham gia chương trình Sáng tạo 101 và giành được hạng 2 tại đêm chung kết diễn ra vào ngày 23 tháng 6 năm 2018. Cô đã chính thức trở thành thành viên nhóm nhạc Rocket Girls với thời gian hoạt động là 2 năm dưới sự quản lý của giải trí Châu Thiên và công ty Wajijiwa. Sau 2 năm hoạt động, Rocket Girls đã trở thành nhóm nhạc nữ nổi tiếng ở Trung Quốc. Ngay cả sau khi nhóm tan rã, nguồn tài nguyên của Ngô Tuyên Nghi vẫn không hề suy giảm. Hiện nay, cô đã trở thành một trong số những nữ nghệ sĩ phát triển toàn diện, chương trình tổng hợp, người đại diện phát ngôn, biểu diễn thương mại, đóng phim, lĩnh vực nào cũng tham gia. Ngoài khả năng ca hát, thì Tuyên Nghi còn gây ấn tượng với khán giả nhờ vào phong cách thời trang gợi cảm cùng thân hình nóng bỏng. Cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài thon thả cùng số đo 3 vòng gợi cảm. Người đẹp 25 theo đuổi phong cách thời trang trưởng thành, nóng bỏng nên thường xuyên xuất hiện với những trang phục cắt xẻ táo bạo. Tuy nhiên, hình ảnh gợi cảm của Ngô Tuyên Nghi đã khiến nhiều chương trình gặp rắc rối. Trong sự kiện thường niên của tạp chí Esquire mang tên MASB, ngay khi người đẹp 25 tuổi vừa hoàn tất màn chào truyền thông, sóng trực tuyến thảm đỏ và trả lời phỏng vấn của toàn bộ sự kiện đã bất ngờ bị cắt ngang. Trang phục táo bạo của Ngô Tuyên Nghi được cho là nguyên nhân khiến đơn vị tổ chức e ngại những rủi ro không đáng có. Thời điểm người đẹp xuất hiện, việc ống kính máy quay liên tục lia thẳng vào cơ thể Ngô Tuyên Nghi đã khiến không ít người cảm thấy phản cảm và để lại vô số lời bình luận chỉ trích. Mờ nhạt ở Hàn, về Trung Quốc liền vụt sáng thành sao? Ngô Tuyên Nghi thời điểm chưa trở về Trung vẫn là cái tên xa lạ đối với khán giả Hàn Quốc, độ phổ biến dường như bằng không. Cô nàng chỉ được biết đến với danh xưng thành viên người Trung Quốc của WJSN và hết. Mặc dù Tuyên Nghi sở hữu khả năng vũ đạo, nhan sắc xinh đẹp, không hề thua kém những thần tượng hàng đầu K-pop. Hoạt động mờ nhạt cùng WJSN 2 năm, vào tháng 4 năm 2018, cô quyết định trở về Trung Quốc, tham gia show tuyển chọn, được lấy format giống Produce 101 của Hàn Quốc có tên Sáng tạo 101. Từ thành viên nhóm nhạc nữ K-pop, Ngô Tuyên Nghi trở về làm thí sinh, ngang bằng với những thực tập sinh tham gia chương trình. Với kinh nghiệm đào tạo ở Hàn, 2 năm biểu diễn cùng WJSN, Ngô Tuyên Nghi ngay lập tức trở nên nổi bần bật giữa loạt thí sinh ngay từ vòng đầu tiên bằng tài năng của mình. Kết quả chung cuộc, Ngô Tuyên Nghi với vị trí Á quân cùng 181.533.349 lượt vote. Sau khi xuất đạo cùng Rocket Girls, danh tiếng của Ngô Tuyên Nghi ngày càng tăng cao ở Trung Quốc, không chỉ về âm nhạc, tài nguyên phim ảnh cũng vô cùng ấn tượng. Tài năng hoàn toàn được công nhận sau khi trở về Trung Quốc, điều mà trước đây khi ở Hàn Quốc, Tuyên Nghi không có cơ hội thể hiện hết tiềm năng của mình. Mỹ nhân có mặt mộc siêu hoàn hảo. Ngô Tuyên Nghi là một trong những gương mặt được đánh giá sẽ tỏa sáng trong giới giải trí tương lai. Cô nàng liên tục khiến đông đảo khán giả sửng sốt trước gương mặt mộc không tì vết của mình. Hàng loạt ảnh fan cam được đông đảo khán giả có mặt ghi nhận và nhanh chóng trở thành thông tin được rất nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội. Đa số khán giả đều đồng tình cho rằng người đẹp này sở hữu một nhan sắc không phải dạng vừa, và càng đặc biệt hơn khi cởi bỏ lớp trang điểm phấn son, cô nàng càng bộc lộ vẻ đẹp khỏe khoắn cùng những đường nét trên gương mặt vô cùng tinh tế ấn tượng. Tuy chỉ là những bức ảnh chụp vội với gương mặt mộc tự nhiên, nhưng Ngô Tuyên Nghi vẫn tạo nên làn sóng gây sốt với gu thời trang đơn giản, cá tính nhưng hiện đại, cùng với một nhan sắc xinh đẹp, thu hút. Người đẹp trong mắt khán giả được mệnh danh là Phú Bà Hải Nam khi luôn xuất hiện với thần thái ấn tượng cùng gương mặt xinh xắn, đáng yêu với những góc nghiêng hết sức thần thánh. Với những tiềm năng về khả năng âm nhạc cùng việc sở hữu nhan sắc mỹ miều, xinh đẹp thế này, bên cạnh là những thông tin gây chú ý và tạo nên sức hút, việc cô nàng Ngô Tuyên Nghi theo ý kiến đánh giá của đông đảo khán giả hâm mộ sẽ có được một con đường sự nghiệp vô cùng rộng mở, trở thành một thần tượng nổi bật trong giới giải trí là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khả năng lợi hại nhất của Ngô Tuyên Nghi vẫn là nhan sắc và vóc dáng. Với ngoại hình ngọt ngào, không tạo cảm giác xa cách, nhiều người bị cô thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đương nhiên, khi nói về vóc dáng của Ngô Tuyên Nghi, nhiều người nhất định cho rằng dù sao cô là ca sĩ nên phải luôn duy trì cân nặng ở mức trên dưới 45kg. Hàng ngày ngoài tập thể dục, có lẽ cô còn phải tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Nhưng trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, khán giả dường như đã làm quen lại từ đầu với một Ngô Tuyên Nghi chỉ có thể trọng 44kg khi biết cô có một sở thích là thích ăn thịt mỡ. Phú Bà Hải Nam, gia thế giàu có. Không những sở hữu nhan sắc và tài năng nổi trội, mỹ nhân 25 tuổi còn khiến công chúng phải trầm trồ vì xuất thân giàu có. Cô có biệt danh là Phú Bà Hải Nam, cha của Ngô Tuyên Nghi kinh doanh bất động sản, mẹ cô là chủ một trung tâm thẩm mỹ, ông làm trong ngành quân y. Kể cả trên sân khấu hay đời thường, Ngô Tuyên Nghi đều dắt trên người toàn hàng hiệu.
bóc giá phục sức của nữ ca sĩ, Shina cho biết một chiếc nhẫn cô đeo đã có giá lên đến 15.000 USD, vỏ điện thoại gần 1.500 USD. Tính tổng một set trang phục bình dân của người đẹp sinh năm 1995, giá trị đã vượt hơn con số 92.000 USD. Ngoài ra, người đẹp thường dùng đồ hiệu, sở hữu nhiều siêu xe và bất động sản hàng sang tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Ngô Tuyên Nghi không tiết lộ hình ảnh của cha mẹ mình. Bị hoài nghi về diễn xuất vì vai chính đầu tay, thù lao gấp 6 lần Tiêu Chiến. Trong giới giải trí Trung Quốc có khá nhiều idol chuyển sang đóng phim, tuy nhiên không phải ai cũng thành công. Ngô Tuyên Nghi là một trong số idol mới nổi bị ném đá vì thiếu kinh nghiệm, nhưng lại nhận vai chính trong Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục là bộ phim cổ trang đầu tiên của Ngô Tuyên Nghi, vì thế fan hâm mộ có sự kỳ vọng nhất định đối với thần tượng của mình. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm đóng cổ trang hoặc do gương mặt của cô không phù hợp với tạo hình cổ trang, nên Ngô Tuyên Nghi đã vấp phải những bình luận tiêu cực ngay bộ phim cổ trang đầu tay của mình. Có nhiều ý kiến cho rằng, tạo hình nhân vật của Ngô Tuyên Nghi trong phim cổ trang chẳng khác nào thôn nữ, trong quê mùa, nhưng cũng có nhận xét cho rằng, khi cô đứng yên thì khung hình vẫn đẹp, nhưng khi cô có biểu cảm thì chẳng khác gì dị dung thuật. Gương mặt lập tức trở nên khó coi, khiến khán giả bị tuột cảm xúc khi xem phim. Có thể nói, Ngô Tuyên Nghi là diễn viên idol bị chê nhiều nhất trong phim cổ trang từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhiều người phải công nhận nhờ có nền tảng là ca sĩ thần tượng, nên đối với cảnh quay võ thuật thì Ngô Tuyên Nghi thể hiện rất đạt. Trước thời điểm bộ phim đầu tay lên sóng, cô nàng thậm chí còn đăng đàn giải bày. Tôi chưa phải là diễn viên nhưng tôi đang nỗ lực. Có thể thấy, từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, Ngô Tuyên Nghi gặp phải không ít áp lực trong việc đá chéo sân trở thành diễn viên. Trước hành động rao trước đón sau của Ngô Tuyên Nghi, cư dân mạng người thì thấu cảm, người thì ném đá kịch liệt, cho rằng idol muốn đá chéo sân nhưng không có khả năng diễn xuất thiên bẩm thì nên chọn những vai nhỏ, vai thứ để tích lũy kinh nghiệm thay vì nhận vai vô tội vạ, chưa đủ kinh nghiệm nhưng lại nhận vai chính. Điều này chỉ khiến bộ phim mất khách, phụ lòng khán giả. Trên thực tế, thù lao của Ngô Tuyên Nghi cao hơn Tiêu Chiến là sự thật. Hơn nữa, tất cả đều do thị trường quyết định. Đương nhiên, vấn đề này không thể nói tiếng tăm của Tiêu Chiến không sánh bằng Ngô Tuyên Nghi. Mấu chốt là vào thời điểm nhận đóng bộ phim Đấu La Đại Lục, Tiêu Chiến vẫn còn là diễn viên trẻ chưa được nhiều người biết đến. Trong khi Ngô Tuyên Nghi đang là gương mặt idol sáng giá, được quan tâm trong chương trình sáng tạo 101. Thậm chí cô còn đạt thành tích xuất sắc với hạng thứ nhì gia nhập nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 Rocket Girls.